Diễm Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang đến với bản tin được phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất. Chúc quý vị có một ngày an lành và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày để cùng với chúng tôi cập nhật những sự kiện nóng nhất, mới nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày ở trong nước và quốc tế. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết có trong bản tin ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua. Mười một trên 12 dự án về đập Tam Hiệp đã ứng nghiệm, điều cuối cùng liệu có xảy ra? Sông Dương Tử, Trường Giang là một trong những cái nôi của nền văn minh Trung Hoa. Nó chảy qua 19 tỉnh, thành phố và khu tự trị trên cả nước. Từ thời xa xưa cho đến nay, nó đã nuôi dưỡng hơn 1/3 dân số Trung Quốc, vì thế nên được mệnh danh là Mẫu Thân Hà. Sông Dương Tử bắt nguồn từ núi Tuyết Khang, căn định ở phía tây nam của núi Tuyết Các Lạp Đan Đông, đỉnh núi chính của dãy núi Đường Cổ Lạc trên cao nguyên Tây Tạng với tổng chiều dài 8.300 km. Đập Tam Hiệp của sông Dương Tử bắt đầu từ huyện Phụng Tiết của thành phố Trùng Khánh ở phía Tây cho đến thành phố Nghi Sương ở tỉnh Hồ Bắc ở phía Đông. Từ Tây sang Đông chủ yếu có 3 hẻm hiệp núi lớn, hẻm Cù Đường, hẻm Vu và hẻm Tây Lăng, do đó nó có tên là Tam Hiệp. Tam Hiệp của sông Dương Tử được coi là long mạch lớn nhất thế giới. Nó đã mang lại lợi ích và nuôi dưỡng dân tộc Trung Hoa trong hàng ngàn năm. Tuy vậy, các nhà phong thủy học cho rằng việc xây dựng đập Tam Hiệp của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cắt đứt long mạch của dân tộc Trung Hoa và phá hủy phong thủy Trung Quốc, dẫn đến thảm họa ở lưu vực Tam Hiệp hết lần này đến lần khác. Kể từ khi đập Tam Hiệp được hoàn thành vào năm 2008, nó đã hình thành một hồ chứa khổng lồ với chiều dài lên tới 800 km. Điều này là rất hiếm trên thế giới. Các thầy phong thủy tin rằng việc xây dựng đập Tam Hiệp không chỉ cắt đứt long mạch mà còn phá hủy vùng đất phong lưu Ba Sơn Đục Thủy của dân tộc Trung Hoa. Ý nghĩa câu thơ Ba Sơn Dạ Vũ Trướng Thu Trì, mưa đêm núi Ba nước tràn đầy ao thu trong bài Dạ Vũ Ký Bắc của Lý Thương Ẩn từ lâu đã trở thành nỗi oán hận và những tổn thất vô hình do nó mang lại là vô cùng lớn. Theo lý thuyết phong thủy của Trung Quốc, địa hình của Trung Quốc cao ở phía Tây Bắc và thấp ở phía Đông Nam, gọi là Thiên Khuynh Tây Bắc, Địa Hãm Đông Nam. Từ quan điểm bát quái mà nói, phía Đông Bắc thuộc Cấn, núi Côn Lôn thuộc về núi Tổ. Từ quan điểm của triết học truyền thống Trung Quốc mà nói, thiên địa nhân là một khí. Khí tại mặt đất ngưng tụ thành long mạch, tạo thành sơn mạch và thủy mạch. Do đó, bắt đầu từ núi Côn Lôn, Trung Quốc có 3 sơn long và 2 thủy long. Long mạch thông, vận nước thịnh vượng, long mạch trở ngại, vận nước sẽ bị ảnh hưởng. Từ quan điểm địa khí học của môn phong thủy mà nói, phía nam sông Dương Tử thuộc về cảnh môn. Nó thuộc giải đất vàng cho sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Do đó, long mạch của sông Dương Tử quan trọng hơn và cần được bảo vệ hơn sông Hoàng Hà. Ngày nay, sông Dương Tử bị đứt đoạn ngang lưng nên phong thủy đã bị phá hủy hoàn toàn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thiên văn và khí hậu tự nhiên mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế. Giới dịch lý tin rằng Tam Hiệp là long mạch lớn nhất thế giới. Nó mang lại lợi ích và nuôi dưỡng dân tộc Trung Hoa. Giờ đây, những người được gọi là chuyên gia, viện sĩ không có kiến thức về khoa học phong thủy bát quái đã thay đổi long mạch lớn nhất và phá hủy phong thủy của Trung Quốc. Sự tàn phá này mang đến thảm họa lớn vô tận cho các thế hệ tương lai. Người xưa nói, thiên nhiên là không thể chinh phục, không thể đánh bại, con người chỉ có thể thích nghi với thiên nhiên và lợi dụng thiên nhiên. Long mạch phong thủy vì thế cũng không thể bị xáo trộn một cách tùy tiện, nếu không nó sẽ gây ra thảm họa lớn cho nhân loại. Hoàng Vạn Lý, một chuyên gia thủy lợi nổi tiếng và là giáo sư tại Đại học Thanh Hoa lúc đương thời đối với đập Tam Hiệp đã dự đoán sẽ có 12 hậu quả thảm khốc xảy ra. 11 mục đầu tiên đã toàn bộ ứng nghiệm trong những năm trở lại đây. 11 dự đoán đó bao gồm 1. Sạt lở đê ở hạ lưu sông Dương Tử. 2. Sự cản trở vận chuyển. 3. Vấn đề di dân. 4. Vấn đề ứ đọng phù sa. 5. Suy giảm chất lượng nước. 8. Sản xuất điện không đủ. 7. Khí hậu bất thường. 8. Động đất thường xuyên. 9. Lây nhiễm bệnh sán máng. 10. Suy thoái hệ sinh thái. 11. Lũ lụt nghiêm trọng ở thượng nguồn. Và mục cuối cùng là đập Tam Hiệp sẽ bị buộc phải phá hủy.
Lũ lụt ở Trung Quốc đại lục gần đây rất nghiêm trọng và trên khắp cả nước đã có 148 con sông vượt quá mức cảnh báo lũ lụt. Tại Trùng Khánh, tính đến ngày hôm nay đã có 4 ngày mưa hoặc mưa lớn liên tục, khiến mực nước của tất cả các con sông ở Trùng Khánh đều tăng vọt. Theo giám sát của Tổng trạm quan trắc thủy văn thành phố Trùng Khánh, từ 8 giờ ngày hôm kia đến 8 giờ ngày hôm qua đã có một trận mưa lớn cục bộ ở phía đông bắc Trùng Khánh. Mưa bão đã xảy ra ở 20 quận huyện bao gồm Vạn Châu, Khai Châu, Vân Dương, Vu Tích, Phụng Tiết, Lương Bình và Thành Khẩu với lượng mưa tối đa hàng ngày lên tới 208mm. Tính đến 10 giờ ngày hôm qua, thảm họa lũ lụt đã khiến 150.194 người ở 35 thị trấn, đường phố tại 4 quận huyện là Khai Châu, Vạn Châu, Vu Tích, Vu Sơn thuộc Trùng Khánh gặp họa. Một người chết, 4 người mất tích do lũ lụt và 3.222 người đã phải di rời trong tình trạng khẩn cấp. 2.310 hectare diện tích cây trồng nông nghiệp bị ảnh hưởng, trong đó mới chỉ thu hoạch được 272 hectare, 89 ngôi nhà bị sập và 898 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, mực nước lúc 8 giờ ngày hôm qua tại trạm quan trắc đặt trên sông Sa Gia Bá ở Phụng Tiết vượt qua mức nước cảnh báo 0,38m. Mực nước trên sông Kỳ Giang, Tảo Độ và lúc 8 giờ 9 phút ngày hôm qua đã vượt qua mức nước cảnh báo 0,49m. Áp lực lên đập Tam Hiệp ngày càng tăng, có nguy cơ xảy ra vỡ đê, sạt lở nghiêm trọng. Vì vậy, các chuyên gia cảnh báo rằng người dân tốt nhất nên đề phòng trước những tình huống nguy hiểm. Việt Nam sẽ có 2 trong 3 loại tên lửa tối tân nhất của Nga, Iskander và hơn thế nữa. Nhằm tăng khả năng gian đe và sức mạnh phòng thủ, giáng đòn trả đũa sấm sét, tới đây Việt Nam có thể mua tên lửa Iskander để sở hữu 2 trong 3 mẫu tên lửa tối tân nhất của Nga. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, mua vũ khí chỉ để bảo vệ Tổ quốc. Trong cuộc trò chuyện với báo Tuổi Trẻ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã khẳng định một quốc gia mua sắm vũ khí trang bị để phòng vệ ở mức độ vừa phải là chuyện hoàn toàn bình thường. Sự mua sắm ấy phù hợp với tiềm lực kinh tế của đất nước. Việt Nam không là ngoại lệ. Nếu tiếp cận việc mua sắm vũ khí trang bị của ta theo góc độ quân sự, có 2 đặc điểm cần chú ý. Thứ nhất là ta mua sắm với một tỷ lệ vừa phải, tương xứng với sự phát triển kinh tế của đất nước. Thứ hai, chúng ta mua sắm vũ khí trang bị chỉ vừa đủ để bảo vệ Tổ quốc của mình. Chúng ta từng bước hiện đại hóa quân đội. Khi hiện đại hóa quân đội phát triển ở mức cao thì nó sẽ quay lại giúp phát triển kinh tế đất nước. Ví dụ, khoa học công nghệ quốc phòng phát triển thì có điều kiện chia sẻ nguồn lực cho các lĩnh vực khác. Và mới đây nhất, việc chia sẻ trên báo VN Express, một lần nữa Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã nhấn mạnh mua vũ khí hiện đại để không phải bắn. Thiếu tướng, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, nguyên phó viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng Việt Nam nhận định, để phù hợp với chiến lược quốc phòng tự vệ, Việt Nam chú trọng trang bị vũ khí có tính năng phòng thủ, không mua sắm vũ khí tiến công chiến lược. Ông nói chính sách quốc phòng tự vệ của Việt Nam là không gây chiến với ai, không xâm lược ai, nhưng giữ quyền tự vệ khi bị xâm lược, giữ quyền giáng trả mạnh mẽ khi bị tấn công để bảo vệ cuộc sống hòa bình. Vì thế, các loại vũ khí chiến thuật, chiến dịch như chúng ta đang sở hữu đều không phải là vũ khí tiến công chiến lược mà chỉ là vũ khí để tự vệ. Quân đội ta coi trọng nâng cao chất lượng các loại vũ khí trang bị hiện có, đảm bảo tăng cường sức mạnh chiến đấu của quân đội, sẵn sàng đánh thắng mọi loại hình chiến tranh và mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Cụ thể, Hải quân được đầu tư mua sắm bổ sung và biên chế nhiều loại vũ khí, trang bị phương tiện hiện đại, có thêm lữ đoàn tàu pháo, tên lửa có thể tác chiến độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến trong chiến dịch của quân chủng và hiệp đồng quân binh chủng. Có 4 tàu hộ tống Zhipat, 6 tàu ngầm Kilo, 2 hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển K-300P, Basun-P. Phòng không, không quân, đặc biệt là không quân, có những chuyển biến mạnh mẽ, tiến thẳng lên hiện đại. MiG-21, Su-22 đã được thay thế bằng các loại máy bay thế hệ mới hiện đại. Đa năng tiên tiến như Su-30 MK2 mang được các loại tên lửa không đối không, không đối hải, không đối đất, góp phần tăng cường đáng kể sức mạnh chiến đấu, khả năng tuần tra, giám sát, kiểm soát bầu trời, nâng cấp radar, chế tạo tên lửa vác vai. Công nghiệp quốc phòng cũng phải phát triển mạnh để tự chủ trang bị vũ khí, khí tài cho quân đội. Hiện nay chúng ta đã chế tạo thành công tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo, tàu tuần tra cao tốc, tàu cứu hộ cứu nạn có lượng dạn nước đến 2.000 tấn, đóng hạ thủy tàu ngầm cứu hộ phục vụ cho hải quân và cảnh sát biển.
các loại radar tầm trung 6 mét, radar thụ động, máy hỏi đáp cho các tổ hợp tên lửa phòng không, máy bay tiêm kích, hệ thống quản lý vùng trời quốc gia, máy bay không người lái tính năng cao cũng đã được sản xuất. Việt Nam sẽ sở hữu 2 trong 3 loại tên lửa tối tân nhất của Nga. Như đã nói trong bài trước, việc quân đội Việt Nam quan tâm tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật, chiến dịch Iskander-E sẽ được truyền thông quốc tế nhắc tới không ít lần, bởi lẽ việc mua sắm một loại tên lửa đất đối đất thế hệ mới với một nước như Việt Nam là cần thiết và sản phẩm này của Nga hội tụ đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã được đại diện tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoborostov giới thiệu về các tính năng kỹ chiến thuật của tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật chiến dịch Iskander-E. Iskander, nhất là phiên bản Iskander-M, nâng cấp được giới chuyên gia quân sự quốc tế đánh giá rất cao và nhận định đây là một trong 3 mẫu tên lửa phi hạt nhân của Nga khiến đối phương khiếp sợ. Như vậy, nếu sở hữu tên lửa Iskander, quân đội Việt Nam sẽ có trong tay 2 trong 3 loại vũ khí phi hạt nhân tối tân nhất do Nga chế tạo. Trước đó, chúng ta đã sở hữu hỏa thần Kavalier, loại tên lửa tối tân thứ 2. Đây là loại vũ khí tiêu chuẩn của các tàu ngầm Kilo 636 của Hải quân Việt Nam. Chỉ có quân bài bí mật 9M729 là Nga hiện mới cho ra lò, còn chưa xuất khẩu. Nếu như tên lửa Iskander là độc nhất vô nhị, sở hữu nhiều đặc tính kỹ chiến thuật vượt trội, thì hỏa thần Kavalier đã chứng minh được hiệu quả ngoài sức tưởng tượng trong thực chiến ở trả lửa Syria với tầm bắn 1.500 km và sai số chưa tới 3 mét. Chúng là nỗi khiếp sợ của các nhóm khủng bố và phiến quân cực đoan. Tất nhiên, phiên bản tên lửa hành trình Kavalier mà Nga xuất khẩu cho Việt Nam có thể sẽ bị giới hạn ở tầm bắn dưới 300 km. Kavalier sử dụng các hệ thống dẫn đường bằng định vị vệ tinh GLONASS, dẫn đường quán tính và radar chủ động ARGS-14E kèm theo một hệ thống đo độ cao và khớp ảnh địa hình giúp nó tự điều chỉnh đường đi theo thực địa và bám sát mặt đất cũng như mặt nước để tránh sự phát hiện của radar đối phương. Theo một số nguồn tin quân sự, khi cách mục tiêu khoảng 60 km, hệ thống điều khiển của tên lửa sẽ tách đầu đạn khỏi phần thân chính, sau đó động cơ nhiên liệu rắn sẽ đẩy quả đạn tới mục tiêu ở tốc độ 3.600 km/h, khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại nội dung bản tin được phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi ý kiến đóng góp, xin mời quý vị hãy để lại dưới phần comment. Chúng tôi sẽ nhanh chóng giải đáp những thắc mắc của quý vị. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung lần sau.